Phần tiếp theo là phần phrase khóa tiếng. Đây, các bạn có thể thấy chữ phrase ở đây. Phrase khóa tiếng có nghĩa là gì? Phrase khóa tiếng có nghĩa là nó sẽ giúp cho các cái phần các bạn điều chỉnh khi đang chơi nó sẽ độc lập với nhau, không bị ảnh hưởng đến nhau. Ví dụ khi các bạn đã lưu băng tiếng nha. Các bạn lưu băng tiếng. Ví dụ ở ô M1 này các bạn lưu tiếng piano và điệu thì là điệu điệu ballad đi, ballad dân ca. Và băng, các bạn lưu vô băng, ví dụ các bạn lưu băng số 5 thì các bạn giữ store bấm M1. Thì ở băng số 5 ô M1 là điệu ballad dân ca và tiếng là tiếng piano. Rồi. Ví dụ ô M2 các bạn lưu là điệu thì là bolero và tiếng là tiếng violon đi. Ô số 6 các bạn giữ store M2. Đó, ví dụ M1 là điệu ballad trên ca, tiếng là piano, còn M2 thì là điệu bolero và voice là violon. Khi mà không có free các bạn chơi nhạc nó sẽ như thế này. Ví dụ các bạn đang chơi ở ô M1 nha. Đó, các bạn thấy được tiếng piano chưa? Và điệu là điệu ballad dân ca. Rồi các bạn đang chơi, các bạn bấm vô muốn chơi tiếng violon, các bạn ấn vô M2 thì nó nhảy sang điệu bolero của bạn mất tiêu. Nó nhảy điệu. Các bạn thấy bị nhảy điệu không? Rồi. Vậy làm sao để khắc phục tình trạng này thì nhà sản xuất đã cho nút free đây. Các bạn giữ nút shift, các bạn ấn vô đây thì nó sẽ hiện chữ free trên màn hình. Bây giờ thì các bạn chơi ô M1 này. Chúng ta chơi ô M1 và các bạn ấm sang ô M2. Đây đang piano nha. Các bạn ấn sang ô M2 này, nó sang chuyển sang violon cho các bạn. Nó cũng không bị nhảy điệu luôn. Đó là cái hay của tiếng nút free. Và khi các bạn lỡ lưu là phiêu A, phiêu B gì đó ở hai ô này thì khi các bạn bật lên free, các bạn chỉnh phiêu, nó cũng không bị nhảy phiêu lung tung đâu, các bạn khỏi phải lo. Ok ha. Cho nút free, chúc các bạn thành công.